Sáng nay tại phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt thân mật 130 vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đã trao huân chương lao động cho 38 vận động viên, trao quà phần thưởng cho các vận động viên đoạt thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Tuy tham dự SEA Games 32 với nhiều khó khăn, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn gặt hái thành công ngoài mong đợi. Lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng tổng hợp thành tích đại hội, không phải với tư cách chủ nhà. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và tự hào gặp mặt các vận động viên tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Chủ tịch nước chia sẻ với các huấn luyện viên, vận động viên về những câu chuyện đằng sau tấm huy chương, xúc động về sự phấn đấu, khắc phục hoàn cảnh, nghị lực, ý chí kiên cường, không từ bỏ, quyết tâm vượt qua chính mình để đạt được thành tích thi đấu cao nhất. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm dành điều kiện tốt nhất có thể cho sự phát triển của thể dục thể thao, để thể thao Việt Nam có điều kiện rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao hơn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, đạt được thành tích đã khó, nhưng việc duy trì, nâng cao thành tích trong thời gian tiếp theo còn khó hơn, cần phải hướng đến mục tiêu cao hơn và xa hơn trong tương lai. Chủ tịch nước nói và yêu cầu cần có chiến lược dài hạn cho phát triển thể thao Việt Nam với tầm nhìn xa, chăm lo, đào tạo những môn thể thao là thế mạnh của Việt Nam để duy trì và phát triển thành tích đỉnh cao.